Bị châm biếm phần thi ứng xử Hoa hậu, Phi Thanh Vân lên tiếng dằn mặt Trấn Thành. Trước màn giải giọng châm biếm phần thi ứng xử Hoa hậu của Trấn Thành, Phi Thanh Vân đã treo dòng status dằn mặt đàn em lên trang cá nhân. Tối ngày 15 tháng 12, cộng đồng mạng được fan cười nghiêng ngả trước đoạn clip siêu hài hước Trấn Thành bắt chước Phi Thanh Vân trả lời ứng xử tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Người Việt 2017. Với khả năng nhái giọng điêu luyện, nàng Phi Phi Vân Vân khiến người xem nổi da gà, bởi từ dáng điệu cách nhấn nhá đến luyến lấy, nhã chữ đều giống tới 99% so với phiên bản gốc. Đặc biệt, so với màn ru ngủ, lan man dài dòng của nữ hoàng giao kéo, thì Trấn Thành lại có phần thể hiện được đánh giá là lôi cuốn và hấp dẫn hơn nhiều. Đồng thời, nàng Phi Phi Vân Vân cũng không quên biến tấu thêm thắt nhiều tình tiết để câu chuyện thêm phần thú vị cho người xem. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip Phi Thanh Vân trả lời ứng xử phiên bản Trấn Thành đã thu hút lượng xem khủng và nhận không ít những bình luận từ phía cộng đồng mạng và người hâm mộ. Đa số mọi người đều tỏ ra hào hứng, thích thú khi xem đoạn clip này. Trời ơi là trời, xin ơi là xin. Tài ơi là tài, giỏi ơi là giỏi, duyên ơi là duyên, thông minh ơi là thông minh, thời sự hơn bao giờ hết, bao lâu nữa mới có một Trấn Thành khác xuất hiện. Hãy tập trung trả lời thẳng vào câu hỏi, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ. Sau khi thấy Trấn Thành giải giọng châm biếm mình, Phi Thanh Vân đã đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân. Dù không chỉ đích danh ai, nhưng cư dân mạng ngầm hiểu cô đang muốn nhắc đến chuyện gì, cô chia sẻ. Sống đẹp là sống thấu hiểu mình và thấu hiểu mọi người, đặt mình vào vị trí người khác để hành xử đẹp nhất, đúng đắn nhất. Đôi khi chịu thiệt thòi về mình, nhưng trong tâm lại cảm thấy hạnh phúc và bình an. Biết sẻ chia, biết dung hòa, biết tha thứ, tâm ở trí não, đức ở tim. Tầm nhìn từ nhận thức và hãy đánh thức giá trị cốt lõi trong con người khi chưa quá muộn. Phi Thanh Vân luôn yêu các bạn, chúc vạn sự bình an. Phi Thanh Vân lên tiếng vỗ mặt Trấn Thành sau khi bị đàn em châm yếm. Chúng tôi cũng đã liên hệ với cô để tìm hiểu rõ về vấn đề này, nhưng vẫn chưa kết nối được. Trước đó Trấn Thành cũng từng nhái Lâm Khánh Chi khiến fan rừng rừng. Ngỏ lời muốn tái hợp với Ninh Dương Lan Ngọc, Minh Luân bị tình cũ mắng chửi thậm tệ. Nữ diễn viên Hồ Bích Trâm, người được nhắc tới là tình cũ Minh Luân, đã có những chia sẻ khá gay gắt trên trang cá nhân cách đây không lâu. Mới đây, trên trang cá nhân của nữ diễn viên Hồ Bích Trâm, hay còn được biết đến là tình cũ Minh Luân, đã đăng tải một dòng trạng thái đầy bức xúc. Dù không nói đích danh ai, nhưng nhiều người đã ngầm hiểu rằng cô đang ám chỉ tới nam diễn viên Minh Luân sau khi anh lên truyền hình công khai xin lỗi tình mới và ngỏ lời muốn tái hợp với Ninh Dương Lan Ngọc. Hồ Bích Trâm và Minh Luân từng rất thân thiết, được số đông khán giả gán ghép là cặp đôi của làng giải trí Việt. Đừng phây mượn khán giả để rồi nói bâng quơ về chuyện tình tạm thời đó bằng cách xin lỗi cô gái đó trước hàng vạn khán giả truyền hình. Nói mình khó yêu lắm, khó đến mức quen người mới, bắt thêm vài em cá nữa mà vẫn lưu luyến tình cũ, để cho khán giả thấy ôi chung tình đến giật mình, Hồ Bích Trâm viết. Gay gắt hơn, nữ diễn viên còn nhắn nhủ, đừng cố chứng tỏ mình là từ hải vì tất cả đều hiện rõ trên khuôn mặt của bạn. Trong phần bình luận, Hồ Bích Trâm khẳng định thêm cô không còn quan tâm nhưng thấy cố tình giả tạo quá nên phải lên tiếng. Thậm chí nữ diễn viên còn cho biết đã bỏ chạy 80 kiếp khi trò chuyện với bạn bè ngay dưới dòng trạng thái này. Dòng trạng thái Hồ Bích Trâm đăng tải lên trang cá nhân được cho nói tới Minh Luân sau khi nam diễn viên muốn tái hợp với Ninh Dương Lan Ngọc. Trước đó, nam diễn viên Minh Luân gây chú ý khi bất ngờ lên tiếng chia sẻ và xin lỗi người yêu mới để quay lại với người yêu cũ là diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Bản thân tôi vốn là người rất khó yêu nên thích sống với kỷ niệm của quá khứ. Bởi vậy đến bây giờ, tôi vẫn muốn quay lại với cô ấy. Trong thời gian chia tay, tôi có tìm hiểu một người mới nhưng thấy không hợp như người trước. Bây giờ tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người yêu mới. Anh muốn xin lỗi, anh không muốn tiếp tục khiến một người nào đó đau khổ vì mình không yêu người ấy. Hiện tại anh vẫn còn rất yêu người cũ. Còn với người cũ, tôi thực sự muốn quay lại với cô ấy. Tôi chỉ muốn nói rằng anh yêu em, Minh Luân nói. Minh Luân xin lỗi tình mới và muốn tái hợp với tình cũ Ninh Dương Lan Ngọc trước sóng truyền hình. Ninh Dương Lan Ngọc và Minh Luân từng vướng nghi án hẹn hò trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, từ khi yêu đến lúc vấp phải tin đồn chia tay, Lan Ngọc vẫn chưa bao giờ thừa nhận chuyện tình cảm với nam diễn viên này. Phía Ninh Dương Lan Ngọc chưa từng lên tiếng về những ồn ào tình cảm với Minh Luân.
Bảo Anh phản pháo Hồ Quang Hiếu, lấy chồng thì cứ phải tử tế thì lấy, không thì thôi. Lời đáp trả của Bảo Anh sau khi Hồ Quang Hiếu tiết lộ lý do chia tay đã gây chú ý lớn cho cộng đồng mạng. Mặc dù Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu đã chính thức chia tay được 2 tháng, nhưng khi nam ca sĩ tiết lộ lý do chia tay đã thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Trên các diễn đàn mạng xã hội, khán giả liên tục bàn tán về mối tình của hai ca sĩ nổi tiếng V-pop. Cụ thể, Hồ Quang Hiếu tiết lộ từng ngỏ lời cưới Bảo Anh nhưng bị cô từ chối. Đây cũng là lý do khiến anh và giọng ca Anh Muốn Em Sống Sao chia tay nhau gần 3 năm hẹn hò. Tôi từng ngỏ lời cưới Bảo Anh làm vợ nhưng cô ấy không đồng ý. Từ đó chúng tôi dần nhận ra sự trái ngược về quan điểm sống của nhau. Khi mọi việc không còn lối thoát, Bảo Anh chọn cách ra đi để cả hai có thời gian nhìn nhận lại mọi việc, Hồ Quang Hiếu bộc bạch. Cho đến gần đây, trong một cuộc tranh luận của khán giả về chủ đề này trên một diễn đàn mạng xã hội, chính Bảo Anh đã để lại bình luận giải đáp thắc mắc của công chúng, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Lên xuống là chuyện thường ở đời, chứ còn lấy chồng thì cứ phải tử tế thì lấy, không thì thôi ở vậy với mẹ. Đời còn dài, cứ từ từ, không có gì phải vội, Bảo Anh viết. Bảo Anh đã bất ngờ để lại bình luận giải đáp lý do chia tay Hồ Quang Hiếu. Hiện tại, chuyện tình hậu chia tay của Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu vẫn nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Ngọc Huyền tiết lộ cuộc sống 17 năm xa quê, lấy chồng sĩ quan Mỹ. Nữ nghệ sĩ tự hào tiết lộ, nếu chị không đi hát, lương của ông xã vẫn đủ mang lại cho vợ con cuộc sống sung túc. Ở tuổi 47, Ngọc Huyền vẫn giữ được nét tươi trẻ và nụ cười thường trực trên môi. Song khi trải lòng về sự nghiệp, nữ nghệ sĩ không ít lần bật khóc vì xúc động. Chị cho biết thầm cảm ơn khán giả và đồng nghiệp luôn theo dõi, động viên và ủng hộ dù sống xa quê hương hơn 17 năm. Khi được hỏi về những chuyện không hay trong quá khứ, Ngọc Huyền từ chối chia sẻ. Chị thừa nhận bản thân là người hoạt động giải trí nhưng ghét ồn ào và thị phi. Bà mẹ hai con hiện sống và nỗ lực cho tương lai, quá khứ xin phép được gác lại. Khán giả thương tôi lắm. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, điều gì khiến chị quyết định sang Mỹ định cư? Khi yêu ông xã, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ sang nước ngoài sinh sống. Tôi và ông xã yêu nhau từ đầu năm 2002 và kết hôn vào cuối năm. Ông xã là con trai của nữ danh ca Thanh Tuyền. Tháng 12 năm nay, chúng tôi kỷ niệm đúng 15 năm về chung một nhà. Anh nói với tôi rằng em cứ thoải mái tiếp tục sự nghiệp của mình, khi nào có thời gian rảnh thì sang thăm anh. Đến bây giờ tôi nghĩ đó như một giấc mơ. Chấp nhận đến với anh, tôi nêu rõ quan điểm mình sẽ sống ở Việt Nam, anh làm việc tại Mỹ. Tôi là người phụ nữ mới, cách sống hiện đại không ràng buộc lẫn nhau. Ông xã tôi cũng vậy, anh học cách sống tự do, hiểu suy nghĩ của vợ và không hề gia trưởng. Tuy nhiên, khi con gái Hà Tiên chào đời, tôi mới cảm nhận sự hình thành của một mái ấm gia đình nên quyết định sang Mỹ. Thực ra tôi vẫn di chuyển qua lại giữa Việt Nam và Mỹ thường xuyên. Một nghệ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam khi qua đây sẽ khá đắt xô, nhưng tôi từ chối các lời mời và chọn về nước biểu diễn, lý do là tôi nhớ khán giả, đồng nghiệp của mình. Khi bé Hà Tiên được 1 tuổi, chuyến bay về nước ít dần hơn, tôi phải dành thời gian nhiều hơn cho con và gia đình, đó cũng là nguyên nhân khiến tôi quyết định làm giấy tờ định cư tại Mỹ. Sang Mỹ định cư, cuộc sống chăm sóc con cái và gia đình của chị có gặp nhiều biến đổi trở ngại. Bên Mỹ tôi không có người giúp việc nên bản thân phải tự tay làm mọi thứ. Dù vất vả nhưng tôi cảm thấy hay hay, bản thân trưởng thành hơn rất nhiều. Lúc trước tại Việt Nam, khi đi lại tôi có tài xế hoặc người thân đưa đón, còn sang Mỹ tôi phải tự học điều này. Khi có con tôi học cách làm mẹ, chăm sóc, dạy dỗ chúng và hàng nghìn việc phải tự học, sau đó các show diễn từ thiện tại chùa, nhà thờ. Thời điểm đó tôi yêu con quá nên không thể nỡ để con ở nhà một mình đi lưu diễn xa. Suốt 17 năm không biểu diễn tại quê nhà, chỉ có từng bị khán giả sẽ quên lãng cái tên Ngọc Huyền. Khi con gái lên 2 tuổi, tôi cho cháu vào trường học, bản thân có thời gian suy nghĩ và định hướng nghề nghiệp. Xa quê 17 năm, tôi học sự chấp nhận từ giáo lý nhà Phật. Nếu tôi không còn hát trên sân khấu hay không còn được khán giả yêu mến thì đó cũng là sự chấp nhận. Tôi nghĩ điều đó đến với mình sớm hoặc muộn mà thôi. Song tôi luôn quan niệm hãy sống và yêu nghề bằng cả trái tim, việc gì đến thì sẽ đến. Tại các viện dưỡng lão, các cô chú sức khỏe không cho phép, song họ vẫn hát, chứng kiến điều đó. Tôi thấy vui lắm, nhưng cũng liên tưởng đến mình khi về già, vì vậy tôi học được mọi thứ ở chữ chấp nhận. Lần đầu về Việt Nam biểu diễn sau 17 năm vắng bóng, khán giả đón nhận chị ra sao? Khán giả thương tôi lắm, thú thật. Khán giả là nguồn động lực to lớn cho tôi khi trở về quê hương biểu diễn. Trái tim thổn thức, yêu là một lẽ, nhưng nếu không có tình yêu từ bạn bè, đồng nghiệp, khán giả,
thì tôi khẳng định bản thân sẽ không đủ điều kiện về tinh thần, thời gian để sống với nghề. Trước đây tôi được khán giả và truyền thông thương vì là một cô bé không ồn ào, chính nhờ sự thương yêu đó mới có được một Ngọc Huyền như ngày hôm nay, cho nên tôi trân trọng lắm. Ông xã là chỗ dựa vững chắc. Thời điểm khó khăn xảy ra, ông xã có góp ý gì về sự nghiệp của chị? Thật sự, ông xã không có một yêu cầu hay đưa ra điều kiện để bắt vợ phải lựa chọn. Song anh luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc khi tôi xảy ra sự cố. Những lúc như vậy, anh thường ôm tôi và dỗ dành. Anh cũng theo Phật giáo nên cả hai khá tương đồng về mọi mặt quan điểm. Tôi học ở anh nhiều thứ, anh hay khuyên tôi, cuộc đời luôn có những khúc quanh, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Em quyết định như thế nào anh đều ủng hộ. Chính vì vậy, tôi có những dự tính trong tương lai, luôn được anh ủng hộ hết mình. Về chồng tôi chỉ biết nói, em thương anh nhiều lắm. Khán giả thấy chị là một người sống tình cảm và hay dễ xúc động. Vậy thời điểm xảy ra sự cố như vậy, chị vượt qua như thế nào? Tôi khóc rất nhiều. Nhưng mọi thứ đã qua tôi không muốn khơi lại. Tôi nhìn về tương lai, mình còn sống, thở được thì những thời gian còn lại bản thân có thể làm được những hoài bão ước mơ gì. Đó cũng là quan điểm sống tích cực ông xã hay khuyên và nhắc nhở tôi khi gặp khó khăn trở ngại trong cuộc sống. Chị có thể giới thiệu về một nửa của cuộc đời mình. Nghề chuyên môn của anh là IT, công nghệ thông tin. Khi tốt nghiệp đại học, anh vào quân đội làm sĩ quan với cấp bậc trung tá. Anh làm việc cho chính phủ Mỹ và không phải ra chiến trận hay đi theo sự chỉ huy của quân đội. Hiện anh về hưu, có thời gian quan tâm con cái nhiều hơn, cũng là lúc tôi có cơ hội thực hiện hoài bão về việc Nam hát. Đúng như đồng nghiệp gọi tôi là ngôi sao may mắn, nếu tôi không đi hát, thì lương của ông xã vẫn có thể nuôi vợ nuôi con được. Vì vậy, các chương trình biểu diễn tôi chọn lọc chứ không nhận đại trà. Tuy nhiên, những đồng lương tôi đi hát có thể dùng giúp đỡ những người thân ở Việt Nam còn rất nghèo. Tôi có đồng tiền riêng nên có thể làm từ thiện mà không phải xin anh. Mức lương bên Mỹ của chồng tôi không hề nhỏ. Tôi không tiết lộ con số cụ thể nhưng có thể mang lại cho vợ con cuộc sống sung túc đi du lịch. Nữ nghệ sĩ hiếm khi khoe ảnh cùng ông xã lên trang cá nhân. Hiện hai con của tôi song song học tiếng Việt và Anh ngữ. Con gái đầu Hà Tiên, 14 tuổi và bé Úc Hà Nam, 8 tuổi. Các bé đều có năng khiếu nghệ thuật. Hà Tiên hiện là ca sĩ chính trong khối lớp 8, bé Hà Nam học đàn piano từ lớp 5. Trong các live show biểu diễn tại Mỹ, các con thường trợ diễn cho mẹ bằng việc đàn piano sáng tác nhạc. Tôi thấy các con có máu nghệ sĩ giống mẹ và bà nội. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, tên thật Vũ Hà Ngọc Huyền, sinh ngày 28 tháng 6 năm 1970 tại Sài Gòn. Gia đình không ai hoạt động nghệ thuật, nhưng Ngọc Huyền lại đam mê với nghề này. Được sự ủng hộ và truyền cảm hứng từ mẹ, cô bước vào sân khấu từ năm 14 tuổi bằng sự nghiệp hát cải lương. Sau 15 năm xa quê hương, cuối năm 2016, Ngọc Huyền được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp giấy phép làm giám khảo cuộc thi Đường đến danh ca vọng cổ. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, người bạn tri kỷ của Ngọc Huyền tiết lộ, anh là người âm thầm xin giấy phép cho cô về nước biểu diễn.